dân nơi quê tôi gọi tôi tên là Ba Phi. Chào lời mới ra, còn em không cần rủ chào lời cũng ra rồi. Rồi, Ba Phi chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay cũng nhân dịp năm mới, cũng Ba Phi kính chúc tất cả các anh em năm mới dồi dào sức khỏe, vạn thành vượng. Và có nhóm những anh em làm YouTuber cùng nhau quý vị các bạn. Đó là Võ Phước Tài, kinh doanh nhà đất Mỹ Tho. Nếu ai muốn mua nhà đất thì liên hệ với Mary Tài. Còn ở đây là Thiện Tâm Vlog bên văn hóa thể thao cũng Mỹ Tho. Còn này là Thanh Trần đỉnh công nghệ quý vị các bạn. Đây là công nghệ. Còn này là kênh Triệu Hồ. Trong video này Ba Phi cũng mang tính chất để lưu lại kỷ niệm cho anh em mình, để sau này già nhớ. Nhưng tới nhà Ba Phi thì cũng đơn giản, chỉ có kho quẹt với rau luộc quý vị các bạn. Quá thơm lắm. Rồi sáng nay cho giới thiệu đại lý bia nước ngọt hai bé, chuyên cung cấp sữa lẻ, bia nước ngọt. Số điện thoại 0334402. Còn một số anh em nữa cũng đang trên đường xuống, để một chút những anh em nào tới rồi mình sẽ quay tiếp cho quý vị để các bạn xem nha. Rồi bây giờ mời quý vị các bạn dùng đũa đi. Rồi tay đâu dùng đũa đi. Ai đi rồi chút lên món lẩu sao á. Dùng đũa thôi nha chứ không có dùng mồi. Chủ nhà đây cái cô bẹt chờ chấm lại nồi đấy chứ nếu mà giờ chế ra cái dĩa thì nó thấy nó không có ngon. Tính có nồi đất bữa hổng mua rồi đem qua đem về. Sáng ăn đậu rồng lên như con rồng. Rồi cũng năm mới chúc anh em sức khỏe nha. Nói chung là trước mắt có sức khỏe. Có sức khỏe rồi mới có công việc. Uống miếng nước ngọt thôi chứ chú uống mấy miếng bia cho anh em vui chứ hai đậu. Hết luôn. Đâu? Bảy hết luôn. Dạ. Ly đó làm gì nữa? Bảy. Nữa đi. Tại mới vô phải làm một. Anh cho giữ là anh khác. Thôi giờ chủ nhà uống nữa mình uống ba. Vô. Có. Ủa mình có cơm không trời? Có bún cơm phải không? Mà không có mềm như mà. Có đâu tốt. Món mềm rau luộc chấm với cô bạn các bạn. Giờ tay. Anh thấu đi thôi nha. Chờ luộc chắc không em. Giờ cứ chạy thẳng xuống. Tới nhà. Rồi. Đây từ nãy giờ cũng có ba thành viên mới rồi quý vị các bạn. Đây là kênh Hưng Phạm TV. Còn đó là Tú gì là làm kênh bảo hiểm TV. Bảo hiểm TV quý vị các bạn. Còn đây là anh Nhật cũng bên kinh doanh bất động sản. Đó, từ sáng giờ chỉ để rau nha quý vị các bạn, tại Ba Phi chết luôn. Mình làm vườn mà cho nên ăn rau với kho quẹt. Mà rau này phải ở nhà tôi toàn từ sáng giờ hái trộm không mới ghê chứ. Tự nhiên phát cái khoai đó. Cái Zalo của anh Tài cái này quên mất tiêu rồi. Võ Phước Tài. Không biết tên ai. Rõ nghe Võ Phước Tài. Võ Phước Tài có tên nó ngon lắm. Rõ thử hỏi đi, không biết tên ai. 755 mấy trăm người là em kiếm được bởi em nói mấy anh em tại 70 đô biết 70 đô anh em nhiều khi có người lúc đầu lên đấy họ nhập tiền mọi người họ nhập tiền thứ ba nữa đỉnh nhất kiếm tiền lúc đầu lên đến sẹo à hôm sau lên quá trời luôn tại vì mình YouTube mà kiếm tiền lúc đầu em lên để em lên nữa super lên ghê mà mình chỉ được cái quan kiếm cấp đậu lên thôi lúc đầu lên nó không nhiều lúc đầu lên tăng lên lên sau này lên lên không đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái clip ngáo đá của em, 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 cái clip
nó chính xác nhau đá của em đứng lên phòng điện quay đó không không biết đâu không biết đâu giờ bây giờ là biết bao nhiêu người không thì mẹ thôi kệ cho anh xài đi để nhà để lên để gì mà nhau nó báo là họ sử dụng em nè em biết mà nó còn đỡ em nữa mà nó thằng mình lận mình để im để nó nghe mình để nó xem mình cứ mình lận nhảm nhảm hoài luôn có người nó báo cho mày em không có mà chạy hay là cho mày chạy luôn nó thiệt quá nhiều thằng nó lấy người lính của mình á nó đăng lên nhiều kênh mình có lại Tiếng cười dân quê xoa vui, tiếng cười còn vang đến ngàn sao. Chuyện xưa nhớ mãi.